Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Google Pixel 5 với cả iPhone 8 Plus thì máy nào ngon hơn? Tầm giá từ 3 tới 4 triệu thì mua máy gì? Chiến game cộng với cả chụp ảnh tốt. Realme GT Neo 3 với cả Neo 5 SE thì máy nào ngon hơn? Tất cả sẽ trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Vẫn như mọi khi, mình đã chia rõ timeline của từng câu hỏi phía bên dưới. Bạn nào mà xem nhanh ấy, kích vào nhá. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Thái Hữu. Anh làm về Google Pixel 5 5G với iPhone 8 Plus đi, em phân vân quá. Ok, so sánh iPhone với cả Android nó hơi khập khiễng nhỉ, nhưng mà thôi, cứ thử làm nhá. Về thiết kế của máy thì rõ ràng rồi, mình thấy chiếc Pixel 5 ấy nó đỡ bị lỗi thời hơn rất nhiều đúng không? Màn hình full viền các thứ này, trong khi iPhone 8 Plus thì cảm thấy cả chán quá dày luôn, cực kỳ lạc hậu. Mặc dù chiếc Pixel 5 ấy cũng có kháng nước với cả khung viền kim loại, nhưng mà cầm vào thì Pixel thường là vậy, rất thân thiện với tay, vậy nên cảm giác không sang bằng so với cả chiếc iPhone 8 Plus nha. Về vật liệu ấy, màn hình thì sao? Pixel 5 ăn đứt luôn, tấm nền OLED này, tần số quét 90Hz, trong khi iPhone 8 Plus thì IPS LCD 60Hz, nói chung màn hình khỏi bàn nhá. Bạn nào bảo màn hình của chiếc iPhone 8 Plus thì thôi, mình cũng không biết nói gì luôn. Hai máy đều sẽ có hai loa stereo và mình thấy chất âm của chiếc iPhone 8 Plus thì có nhìn hơn một chút, đó, không nhiều đâu. Về hiệu năng thì sao? Sử dụng hàng ngày thì mình sẽ thiên về chiếc iPhone 8 Plus hơn các bạn nhé. Tại vì chiếc Pixel 5 ấy sẽ chỉ là con chip Snapdragon 765 mà thôi, không quá mạnh. Apple A11 của chiếc iPhone 8 Plus thì tuy là yếu hơn một chút, nhưng mà kết hợp với cả giao diện iOS thì nó vẫn rất mượt luôn. Có chăng khi chơi game ấy thì mình sẽ thiên về chiếc Pixel nhiều hơn. Mặc dù nha, cái dòng Pixel thì chơi game cũng sẽ không quá tốt, nhưng mà vẫn hơn so với cả iPhone 8 Plus đó. Kiểu các bạn chơi game nhẹ tầm trung ấy, chơi lâu ok, không bị lock hay tụt giảm FPS quá nhiều. Còn chiếc iPhone 8 Plus thì may ra gắn sò thì mới hơn so với cả chip Pixel nhá. Chứ còn không gắn sò á, các bạn chơi game tầm trung thôi, 10 phút biết mặt nhau ngay. Lock độ sáng này, tụt giảm hiệu năng. Về camera thì cam chính nhá, hai máy không chênh nhau quá nhiều. Phần cứng tương đương này, thuật toán đều làm rất tốt. Nhưng mà với chiếc Pixel 5 thì sẽ có cam siêu rộng đó. Trong khi iPhone 8 Plus thì không có, hơi lạc hậu đúng không? Được cái với chiếc iPhone 8 Plus thì kiểu gì quay phim cũng sẽ ổn định hơn các bạn nhá, iOS mà. Về pin thì chiếc Pixel sẽ trâu hơn này, dung lượng khoảng hơn 4.000, iPhone 8 Plus sẽ chỉ là gần 2.700 mà thôi. Và với cả hai chiếc máy này thì đều sẽ full tiếng Việt, không chết thông báo dùng làm máy chính, ok. Chốt lại thì với chiếc Pixel nhá, các bạn sẽ có một chiếc máy đỡ lạc hậu hơn đúng không? Màn hình tần số quét cao này, tràn viền các thứ, iPhone 8 Plus thì nhìn thực sự rất lạc hậu. Chỉ trừ khi nhá, bạn thực sự thích iOS, cần dùng cái IMES này, FaceTime này thì mới chọn chiếc iPhone 8 Plus mà thôi. Chuyển sang câu hỏi thứ hai của bạn Senpai Pika. Anh ơi, có chiếc máy nào chơi game và chụp hình ở mức giá từ 3 tới 4 triệu không anh? Mong anh trả lời. Ok, tầm giá 3-4 triệu vừa chiến game vừa chụp ảnh quay phim thì chọn chiếc V60 giúp mình nha. Máy sở con chip Snap 865 này hiện tại vẫn quẩy được ôn game và trong tầm giá thì chiếc V60 cũng là chiếc máy mạnh nhất. Ngoài ra thì chiếc V60 có màn hình rất chất lượng nha. Tấm nền OLED của LG này hiển thị tuyệt vời luôn. Chơi game quá phê, pin 5.000 cũng trâu, chơi game thoải mái. Và camera của máy thì đây là một chiếc flagship các bạn nhé. Kiểu gì cũng sẽ hơn so với cả những chiếc máy giá rẻ bây giờ. Và trong các máy flagship cũ tầm giá này ấy, thì V60 cũng là một chiếc máy được đánh giá rất cao về khoảng camera, ảnh chụp ra nói chung là rất ok. Chiếc LG V60 cũng xuất hiện trên kênh của Mobile City rất nhiều rồi, các bạn có thể xem lại để biết rõ hơn nhá. Còn trong video này thì mình sẽ chỉ nói nhanh mà thôi. Với chiếc LG V60 thì nhược điểm của máy theo mình cũng sẽ là về khoản màn hình. Đó, không có 120Hz này, cộng với cả đây sẽ là màn hình giọt nước, hơi lạc hậu một chút. Nhưng mà thôi, bù lại trong tầm giá thì đó, hiệu năng mạnh nhất này, pin trâu, chụp ảnh tốt thì như vậy là rất ok rồi đúng không? Chuyển sang câu hỏi thứ ba của bạn Long Phạm. Con Neo 3 với Neo 5 SE con nào tốt hơn vậy anh? Ok, về mặt cấu hình thì mình đang thấy chiếc Neo 5 ấy đang hơn khá là nhiều, trừ cái phần camera thôi. Cam của chiếc GT Neo 3 thì sẽ có phần cứng tốt hơn này. Chiếc Neo 5 SE bị cắt giảm khá nhiều nha, thậm chí nó kém cả chiếc Neo 2. Còn lại thì sao? Màn hình của Neo 5 SE nhá, độ phân giải cao hơn, viền màn hình cũng sẽ mỏng hơn so với cả chiếc Neo 3. Snapdragon 7 Plus Gen 2 của chiếc Neo 5 SE mạnh hơn Dimensity 8100 chắc phải tầm 15-20%, quẩy game cực kỳ sung luôn. Genshin Impact, max setting vô tư. Trong khi với chiếc Neo 3 thì chơi Genshin trung bình thôi, max setting sẽ hơi đuối một chút, hơi đuối thôi. Pin nữa, chiếc Neo 5 SE sẽ là 5.500 nha, trâu hơn khá nhiều, đi kèm với cả sạc 100W, trong khi chiếc Neo 3 thì có hai phiên bản nha, pin 5.000 sạc 80W hoặc là pin 4.500 đi kèm với cả sạc 150W. Nhưng mà các bạn lưu ý hộ mình nhé, hiện tại với chiếc GT Neo 3 thì có phiên bản RAM quốc tế dùng rất ok rồi, đa nhận tốt thông báo ngon, còn chiếc Neo 5 SE thì vẫn chưa có RAM quốc tế nha. Chính vì vậy, trong câu hỏi này thì tùy xem nhu cầu của bạn là gì. Nếu bạn mua về chơi game giải trí thì chọn chiếc Neo 5 SE, nhưng nếu bạn dùng làm máy chính ấy thì chọn chiếc GT Neo 3. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về câu trả lời của mình, có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment phía bên dưới nha. Link mua tất cả các máy xuất hiện trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận game của video. Rồi xin chào, bye bye.